Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với kênh Thảo Dược Người Dao. Clip ngày hôm nay thì tôi tiếp tục giới thiệu một loại cây thuốc nữa. Mà cây này thì những bác nào đã theo dõi clip trước thì cũng đã biết được rồi. Những cái clip trước tôi đã gửi đến rồi khoảng 2-3 năm trước ấy. Tuy nhiên rằng có một số bác cũng muốn muốn tôi quay lại giới thiệu lại cái cây thuốc này, thì chính vì vậy hôm nay clip này tôi xin chia sẻ một chút cái hình ảnh về cái cây thuốc này cũng như là tên gọi, và nhiều bác rất là thắc mắc về cái tên gọi của cái cây thuốc này. Vâng, trước mắt các bác đây chính là cây hoàng liên ozo. Vâng, đây chính là cây hoàng liên ozo các bác nhé. Cái đặc điểm của cây này thì rất là dễ nhận dạng rồi. Vâng. Về thân của cây này thì nó có màu vàng. Đây, ruột ở bên trong nó có màu vàng các bác nhé. Đấy, hoàng liên mà. Hoàng liên, hoàng là màu vàng. Vâng. Đây. Cây này thì nó có chứa cái số lượng berberin khá là nhiều. Vâng, những cái trường hợp mà bị tiêu chảy ấy thì chúng ta dùng cây này rất là tốt, dùng cả lá, dùng cả thân. Và bị viêm gan này, bị sơ gan này, nói chung những cái trường hợp mà liên quan đến gan ấy, thì cái cây hoàng liên ozo này là một cái vị thuốc không thể thiếu trong bài thuốc về bệnh gan của đồng bào người Dao. Một cái nữa, cây hoàng liên ozo này cũng là một cái vị thuốc trong cái bài thuốc chữa dạ dày của đồng bào người Dao trên tôi. Vâng. Bây giờ tôi cho các bác xem chi tiết cái phần lá. Đây, lá. Đây. Có hình lông chim. Đây này các bác này. Vâng. Mọc đối xứng với nhau. Hai bên mép lá thì có những cái gai khá là dài. Vâng. Các bác nên lưu ý cẩn thận. Không thì nó chọc vào tay thì cũng khá là đau. Vâng, đây chính là cái cây hoàng liên ozo. Cái thứ hai nữa, nói đến cái tên gọi các bác nhá, thì cũng giống như những cái clip trước, có thể tôi đã nói rồi, cũng có thể tôi chưa nói. Có nhiều bác rất thắc mắc về cây này. Đấy, tôi thì gọi là cây mật gấu hoặc cây hoàng liên ozo. Tại vì sao gọi là cây mật gấu? Đây là cây mật gấu Bắc. Đấy. Ở nước ta hiện tại là có hai loại cây mật gấu. Cây một loại là cây mật gấu Nam. Vâng, lá của nó gần giống cây này. Vâng, đây. Lá của nó gần giống cây này. Cây mật gấu Nam. Còn cây này là cây mật gấu Bắc. Để mà phân biệt mật gấu Bắc với lại mật gấu Nam. Về thực chất cái tên gọi ấy, thì cây này là cây hoàng liên ozo. Tuy nhiên rằng theo nghiên cứu của y học hiện đại thì cái cây hoàng liên ozo này với lại cây mật gấu Nam ấy, thì cái giá trị dược liệu nó như nhau, nó có vị đắng như nhau. Chính bởi vậy cho nên là người ta đã gọi cái cây hoàng liên ozo này với một cái tên gọi khác là cây mật gấu Bắc. Vâng, đấy chính là một số cái thông tin mà tôi muốn gửi đến, muốn nhắn nhủ đến nhiều bác đang còn thắc mắc về cái tên gọi của cái cây hoàng liên ozo hay là cây mật gấu Bắc này. Vâng, đấy chính là những cái hình ảnh mà tôi muốn gửi đến cho những cái bác mà chưa có điều kiện đi xem thực tế, tìm hiểu chi tiết, chưa có điều kiện để xem trực tiếp những cái cây hoàng liên ozo hay là cây mật gấu Bắc này. Vâng, rất là cảm ơn tất cả bác đã quan tâm theo dõi những cái clip này của tôi. Hy vọng đây là những cái thông tin, những cái hình ảnh hữu ích, giúp cho bác nhận dạng được nhiều cây thuốc quý hơn. Nếu các bác thấy clip ý nghĩa thì đừng quên để lại cho tôi một like, một lượt chia sẻ. Đồng thời vui lòng để lại cho tôi những cái dòng bình luận quý báu để tôi còn hoàn thiện hơn cho những cái clip lần sau. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Xin cảm ơn.